Thì đây là cái cách mà mình ở, mình bí quyết là mình vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh bị ăn vé phạt ở trung tâm nữa. Chia sẻ cho chú anh chị. Thì mình mở bản đồ lên, mình biết cách xem bản đồ một xíu thôi là mình biết được mình đi đâu, cần đi hướng nào rồi. Thì cái này cũng là một cái kỹ năng, cũng phải cần một kỹ năng để mình luyện tập từ từ. Mình đi lạc vài ba lần là mình nghiệm ra được rồi ha. Thì sự việc đây thì nhiều quá rồi, cho nên là khi đến bất kỳ thành phố nào thì cái kỹ năng và cái thông tin nó cũng như nhau cả thôi à, và sắp xếp bố trí như nhau cả thôi. Nhà đứng đây có thể thấy được cái khách sạn mình ở đó, cả nhà thấy không đó, ngay khách sạn đó, bước xuống băng qua đường là leo lên tàu điện ngầm để mình đi nè. Tàu là cái phương tiện mà đi vào thành phố nhanh nhất, không kẹt xe mà thuận lợi cho khách du lịch, không cần tìm bãi đổ xe và đậu xe thành phố. Thì cả nhà, thành phố nào cũng vậy, kiếm bãi đậu xe rất là khó khăn, dễ bị ăn tích kịch nữa. Cái tích kịch đó thôi bằng mấy lần cái vé đi tàu. Mà thà gửi tiền ở xe đây 21 đồng, nhưng mà vô New York City mà gửi xe trong đó là phải 44 đồng đó cả nhà. Nhà có một cái điều này thú vị á, là bây giờ trên màn hình mới có 4 giờ 43 phút thôi mà hoàng hôn tắt nắng rồi, 4 giờ rưỡi là mặt trời lặn, họ báo trong dự báo thời tiết á. Nhưng mà dưới chỗ tiểu bang Việt Lê á, mùa này Việt Lê nói cùng một thời điểm cùng một ngày nha, là dưới tiểu bang Việt Lê 5:30 trời mới tối, có nghĩa là trên lệch một tiếng đồng hồ mặt trời lặn. 4 tiểu bang từ dưới Việt Lê chạy lên thì là đã thay đổi cái giờ mặt trời lặn rồi. Yeah, vui quá là vui. Hoàng hôn ở Mỹ đẹp quá con ha. Bà chạy thể dục toát hết mồ hôi nè con. Yeah cái nào. Yeah. Có win kitchen nè. Có kitchen luôn. Đó, mình từ khách sạn đi ra lối đó cái là ra cái bãi đậu xe này luôn, rất là tiện lợi nha. Rồi từ bãi đậu xe này nè, mình bắt đầu đi thẳng lại kia là ra ga tàu điện, là ga tàu điện nó nằm chung vách, sát vách với cái khách sạn luôn. Đó, từ trạm đó mình lên đây là ra đường ray xe lửa luôn nè. Và đây là mình đón xe lửa đi. Đó. Ở nhà đứng đây có thể thấy được cái khách sạn mình ở đó là cả nhà thấy không? Đó. Chữ E. Đó, khách sạn Element ở nhà thấy không? Đó, khách sạn đó. Ngay khách sạn đó, bước xuống băng qua đường là leo lên tàu điện ngầm để mình đi nè. Đó. Quay từ xa thấy vậy chứ mà nó sát quách luôn đó cả nhà. Khách sạn đó là đụng bức tường của cái trạm này luôn á, và cái bãi đậu xe của khách sạn đó, bãi đậu xe của cái trạm tàu điện ngầm này. Nhưng mà khách sạn đó họ ký kết với cái bãi đậu xe này cho khách để luôn. Thật ra ký kết gì mình cũng phải trả đó, 21 đô cho một đêm gửi xe ở đây nè. Thì tất cả các thành phố nào đều cũng phải trả tiền gửi xe hết. Mà thà gửi tiền ở xe đây 21 đồng, nhưng mà vô New York City mà gửi xe trong đó là phải 44 đồng đó cả nhà. Cả nhà, hôm nay trời nắng đẹp rồi. Rồi đi cái ga này đi 3-4 lần rồi đi ha. Cái gì đẹp. Rồi. Quá trời người đi luôn á nhà. Người ta đi rất là nhiều. Ta đi tàu rất là nhiều, nó thuận lợi cho thành phố đó. Đây, tàu chúng ta tới rồi đây. Quay cái khách sạn này nè, thì Việt Lê không có review chi tiết cái khách sạn này trong clip bởi vì là ham đi chơi quá. Nhưng mà Việt Lê có viết một cái blog
Việt Lê mới vừa mở ra một cái blog mấy tập trước. Việt Lê có nói đó là về cái cuộc sống bên Mỹ. Việt Lê đặt tên đó là nhịp sống Mỹ.com. Cả nhà cô chú anh chị ghé vào đó xem và sẽ tham quan cái trang blog này của Việt Lê. Nó cũng mang hơi hướng một chút gì đó, nó mang tính tạp chí một xíu. Việt Lê chia sẻ mọi cái khách sạn, mọi địa điểm mà vui chơi giải trí và nhiều quán ăn Việt Nam, quán ăn châu Á trên cái các chặng đường Việt Lê để đi tham quan, đã đi qua ở nước Mỹ này. Chia sẻ cô chú anh chị nào có thể là mong muốn qua đây đi du lịch hoặc là sắp qua đây định cư, cũng đã chia sẻ nhiều cái mẹo vặt trong cuộc sống Mỹ khá là hữu hiệu mà Việt Lê tích cóp cũng như là đã trải qua, chia sẻ hết lên đây. Đôi khi xưa giờ Việt Lê làm, Việt Lê up clip ở trên Facebook, up clip trên TikTok, có nhiều cô chú vô hỏi ủa cái clip đó được Việt Lê hồi kỳ hướng dẫn khi bằng lái xe nằm ở đâu tìm không ra, hay là qua đó là bằng lái xe Việt Nam có lái xe được ở Mỹ hay không, những cái bài đó vì chị tìm không ra, hay là anh tìm không ra, chú tìm không ra. Thế giờ Việt Lê tổng hợp hết, Việt Lê đưa hết vô trong cái blog này của Việt Lê, cả nhà cần gì vào đây search là ra là có hết. Đây nó này cả nhà, nhịp sống mỹ.com cả nhà ha. Việc tạo nó ra với mục đích là tổng hợp tất cả các thông tin, các quán ăn, các khách sạn, chơi ở đâu, ăn gì, món ăn Việt Nam, Âu Á ở khắp tiểu bang nước Mỹ. Việc Lê sắp sắp tới sẽ đi nhiều tiểu bang, Việc Lê chia sẻ mọi người cùng coi. Vô mình thích bài nào thì mình nhấp vô mình đọc ha cả nhà ha. Cái khách sạn mà Việc Lê ở này nè, Việc Lê cũng mở một viết review chi tiết cái khách sạn ở ở trong cái bài bài viết này nè cả nhà. Thì mình kích vô nó hiện ra nè ha. Thì khách sạn có cái gì là mình viết bài trong đó, mình kèm hình ảnh cũng như mọi thông tin trong đó, và đặc biệt là Việc Lê để luôn cái địa chỉ và tên khách sạn ở cuối mỗi bài viết để cả cả nhà biết được là mình sắp tới mình đi du lịch, mình ghé, mình ở hay là mình ăn quán ăn gì đó cả nhà ha. Việt Lê tổng hợp trong này, cả nhà cô chú vào xem ủng hộ Việt Lê nha. Cũng đang trên đường hoàn hoàn thiện cái website này, thông tin thì Việt Lê sẽ up lên mỗi ngày, mỗi ngày mỗi bài viết vậy đó, cả nhà theo dõi ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhịp sống mỹ.com. Cái chị nấu mặc áo kia cũng ở cùng khách sạn của mình. Nhanh nhanh nhanh. Ok, kịp lúc. Trên này còn quá trời nè. Em bé nhỏ em quá hả? Tới rồi đây, mở cửa ra. Đẹp chưa? Cả nhà có một điều thú vị với cả nhà là khi mà bước ra khỏi cái trạm tàu điện này nè, là mình lên lên trên này là chính là cái trung tâm mà tòa tháp đôi Văn Vụ 11 tháng 9 đó cả nhà. Bữa nay họ sửa sang ở trên thành hai cái hồ để tưởng niệm đó cả nhà. Ở đây cũng là một địa điểm du lịch đó, là khi bước ra khỏi cái tàu điện ngầm này lên đây luôn á, nó nằm ở phía trên này luôn. Cái này nó khá là tiện mà rất là đẹp, rất là tráng lệ luôn á nha. Quá trời là to, siêu to luôn này. Và cái nhà chị này cũng ở trong khách sạn với mình, mặc áo đó này. Chị cũng đi lên này, cả nhà đi lên chơi không nữa nha. Số hành tráng lắm, đẹp ghê chưa đó. Dài lên tới bên kia nữa. Ra memory trước đi ha. Ok, mình lên cái đài tưởng tưởng niệm trước đi. Chỗ vụ 1 tháng 9 nè cả nhà. Đây, đẹp như cả nhà hơn. Đây, mình quay ra sau lưng mình nha. Đây, chỗ tàu điện nãy mình đi xuống mình lên đó. Điện mình xuống mình lên đó, mình xúc cái lên đây là đó, trung tâm của tòa tháp đôi liền nè. Hay lên đây đó là mình có nhiều cửa ra. Mà thấy tiết này rất là đẹp để mình lên đây kêu. Cho con lên cái này tưởng niệm đó, bởi vì là lớp 1 Nuri đã được cô dạy về cái chuyện đó rồi. Nói chuyện những cái lịch sử đất Mỹ và liên quan tới cái tòa tháp đôi 1 tháng 9 đó đó. Nên Nuri kêu con muốn tới đó con coi, chụp hình về cho các bạn coi. Chụp hình hả? Ok. Đây, chúng ta tìm cái thang máy đi lên đây 9 tháng 11 sẽ nhìn thấy không? Từ đằng đó, mình đi lần này này, lên 9 tháng 11 đi lên đây. Để ra ngoài đó nha, đi lên mặt đất này đó. Đây nha.
Bé Rory đi học cũng được cô dạy từ lớp 1 rồi về cái chuyện mà cái vụ Mỹ ngày 11 tháng 9 á, thì bé Rory tới New York cũng mong muốn đến cái điểm này cả nhà để mà nhìn nó ngoài đời như thế nào. Qua lời cô kể nó khác mà muốn đến nơi tận nơi để mà về kể mấy bạn nghe á. Thì hỏi trong lớp mấy bạn chưa có bạn nào đi lên New York để tới cái hồ này hết, thì Rory đi muốn về kể cho các bạn. Thì chỗ này là hai cái tòa nhà sau khi mà bị khủng bố xong đó thì họ đập hết luôn, họ xây thành hai cái hồ nước rất là lớn để tưởng niệm. Và ở trên cái thành dọc theo hồ á thì họ viết tên tất cả các nạn nhân trong cái vụ này để mà người tới đây tưởng niệm. Có người tới đây rồi đem tới bông hoa hồng tới cắm lên để một sự tưởng niệm những người đã mất ở dưới cái hồ này. Rất là to, rất rộng cả nhà, tòa nhà mà nó bự lắm. Họ xây sâu xuống dưới và họ thả những cái thác nước họ chảy xuống rồi nè, trở thành một cái điểm du lịch của rất nhiều người trên thế giới tới đây ở nhà. Người ta tới đây không biết sao cho khi mình lên tới đây cảm thấy nó khá là chút gì đó nổi da gà ở nhà. Có thể là do cái cảm xúc của mình nhớ lại những cái thời điểm đó, hoặc là một phần nữa là có thể là do chút gì tâm linh chẳng hạn, thì mình thấy câu này rất là đặc biệt. Hoặc có thể là đơn giản theo theo nghĩ theo kiểu nhẹ nhàng hơn chút là do trời lạnh quá cả nhà, mặc áo kín cỡ đó rồi mà vẫn rất là lạnh lạnh sâu vô trong luôn, âm 1 âm 2 độ C mà. Nhà bây giờ mình tới đây mình sẽ đổi một chuyến tàu subway, đó là tàu ngầm dưới thành phố New York. Bây giờ mình đã vào thành phố New York rồi nha. Lúc nãy mình đi cái tàu kia là đi từ tiểu bang New Jersey qua tiểu bang New York. Nghe nó hoành tráng lắm, thật ra hai cái đó sát rạc nhau ngay biên giới mà. Mình đi 20 phút thì từ từ khách sạn mình qua vô trong trung tâm New York 20 phút thôi. Rồi mình xuống tàu đó mình đổi qua một cái tàu. Cái hệ thống tàu điện ngầm này là của thành phố New York. Thầy đi toàn bộ tất cả các điểm du lịch nổi tiếng ở New York luôn. Toàn nhà tới. Thôi nhà thấy cái tàu đó. Thì qua bên này là hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York, nó chằng chịt luôn ở nhà, rất là nhiều đi điểm này cũng có. Mình đổi line, line này line kia, nó có nhiều line đỏ, line vàng, line xanh rồi đó, rất nhiều line để mình đi. Mỗi line sẽ đi đến một địa điểm khác nhau, nhiều hướng khác nhau của thành phố New York. Thì mình mở ban đồ lên, mình biết cách xem bản đồ một xíu thôi là mình biết được mình đi đâu, cần đi hướng nào rồi. Thì cái này cũng là một cái kỹ năng, cũng phải cần một kỹ năng nữa, mình luyện tập từ từ, mình đi lạc vài ba lần là mình nghiệm ra được rồi ha. Thì sự việc này thì nhiều quá rồi, cho nên là khi đến bất kỳ thành phố nào thì cái kỹ năng và cái thông thông tin nó cũng như nhau cả thôi à, và sắp xếp bố trí như nhau cả thôi. Thì mình tới đây là mình đi vào trung tâm của New York, tới chỗ Times Square đó đó. Cái tàu của mình tới rồi, đây mình sẽ đi cái tàu này à. Đây cái tàu này. Lên tàu, lên tàu. Tàu đây. Ngoài đó mà bước cái tàu điện ngầm New York nó như thế này nè cả nhà. Đây là ga điện ngầm ở dưới dưới thành phố New York rồi nha. Nó rất là cũ kỹ, nó lâu đời quá rồi nha, cũ kỹ mà nó thấp nữa, cái trần nó thấp cũng mà nó hẹp nữa. À, em đi thêm tàu cái trần nữa kìa. Đó, mình có thể nhìn xuyên qua được bên kia rồi. Chỗ này tới 4 lai tàu lận, còn chạy mỗi bên hai line bên kia. Thì là đi đâu mình cũng thấy cái bối cảnh quay phim của những tập phim, những bộ phim Hollywood mà hồi xưa mình coi cả nhà. Đây là dưới tàu điện ngầm của New York cả nhà.
cả nhà. Mình liên tưởng cho cả nhà một bộ phim rất nổi tiếng hồi xưa năm 1900 mấy, đó là bộ phim Oan Hồn cả nhà. Là cái nói về bộ phim ma nhưng mà không phải là rùm rợn, mà bộ phim ma tình cảm, là rất là nổi tiếng, là hai người này yêu nhau nhưng mà ông này bị tai nạn chết, nhưng mà ông cứ về ông quyến luyến bà này gì đó. Thì ở lấy bối cảnh ở dưới tàu điện ngầm là có một ông ma dữ nè, ổng cứ thọt cái đầu ổng vô ra tàu điện ngầm, ổng tìm cái ông này nè. Cả nhà nhớ bối cảnh không? Thọt vô cái tàu điện ngầm chạy ngang, ổng cứ thọt cái đầu vô, ổng nhìn nè. Rồi luyện tập cái khả năng mà tác động ma, tác động con người. Cái ông con ma đó đẹp trai lắm. Búng đồng xu để đồng đồng xu dưới đất á, búng nữa để tập luyện, rồi đá cái lon coca ở trên sàn nữa, là bối cảnh là dưới cái đào thao. Ở dưới cái tàu điện ngầm của yêu gió này nè. Nhớ không? Cũng phải nói với mọi người, cũng phải nói với mọi người. Doramipasa. Cả nhà, hình thức là ẩm thấp và còn có nước nhỏ nhỏ nữa. Đó, thì sao học đằng lâu quá rồi thì nó phải dậy thôi. Yes. Of course. Sorry. My hands are numb. Yeah, no, my. Yo, ha ha ha! Chụp hình NYPD. Coi phim biết bao nhiêu lần, coi phim biết bao nhiêu NYPD ở New York rồi mà. Cái chiếc xe NYPD nữa kìa. Đi hướng này luôn, đi hướng này. Thôi, Dory nói là Dory muốn chụp trong đây. À đi. Wow, biệt đội đi lâu đường phố sau khi có cái lễ hội. Chuyển hình diễn ra đó nha, quá trời xe luôn, riêng đi cậu luôn. Ồ, ngầu chưa? Ngầu chưa? Ngầu ngầu. Tất cả mình đứng đèn đỏ chờ. Kinh một số điểm ở trong trung tâm New York, chẳng hạn như cây thông này khá là nổi tiếng ở trên thế giới luôn. Và khi mà họ dựng cây thông này lên thì cũng nhiều báo đài, kể cả Việt Nam, họ cũng đăng bài khi là cây thông này cây thông thật cả nhà. Mỗi năm họ đều dựng cây thông này lên ở trung tâm của thành phố New York, cho tòa nhà Rockefeller đó, thì họ dựng lên để mà mở đèn lên như một cái thủ tục hàng năm của người dân New York vậy đó, đánh dấu Giáng sinh trở về. Rồi mình đi tham quan một số cái địa điểm trong này, những nhà thờ kiến trúc rất là đẹp ở ngay trung tâm New York luôn, khá là cổ kính lâu đời cả nhà. Rồi tuy là trời mưa nhưng mà nhà mình cũng không có sợ mưa rơi đâu cả nhà. Mặc áo mưa đi dạo phố để ngắm hết các con đường phố ở New York. Thời gian ở đây ít quá mà, chỉ có 2 ngày thôi thì mình phải tận dụng thôi. Mặc dù là Sukarna tới đây là ngay lúc mà New York bị dính bão, mưa lâm cả ngày luôn, nhưng mà thôi kệ, mình cứ đi thôi. Cũng phải qua check-in tòa nhà của tổng thống mới của chúng ta, tòa nhà của bác Donald Trump. Trời ơi, cao chọc trời luôn cả nhà. Sau lưng đó là tòa nhà của Louis Vuitton, làm hình của tòa nhà thành giống như cái vali của Louis luôn. Louis đó, tòa nhà của bác Donald Trump. Chỗ này người ta đứng, người ta chụp hình check-in rất là nhiều. Không đi cho biết chứ cả nhà. Yeah, Dory chờ đi vô cái bảo tàng kem rồi đó nha. Háo hức, chuyến đi chính mục đích chính của Dory đó. Mà nãy giờ đứng ở đây, ai đi ngang cũng nhìn Dory, cũng cười, cũng chỉ đôi giày với cái áo. Nhất là mấy bác lớn cũng đó, nhìn thấy thích. Trời, bé là người tôi nói đi cho từ Việt, ai cũng khen. Mà vô rồi đó. Yeah. Quá ư là ồn quá nha. Quá ư lòn luôn á, cả nhà cứ nghe đường phố New York. Và đến đây thì mình cũng đã giải đáp được cái thắc mắc của mình bấy lâu nay. Khi mà xem phim Mỹ, cả nhà, họ quay bối cảnh ở thành phố New York thì luôn luôn lúc nào cũng nghe tiếng còi hù của xe cứu thương cứu hỏa. Giờ mình đã hiểu rồi, bởi vì thành phố đông dân quá, xe cứu thương họ đi nhiều và cũng như nhiều tòa nhà cao quá, cho nên là âm thanh nó cứ vang dội chỗ này qua chỗ nọ. Accident, tai nạn, rồi những cái nhiều chuyện gì, cũng có cảnh sát, cũng có cứu hỏa tới hết, nên nó ồn là vậy đó cả nhà. Ủa vậy thôi khỏi mấy đó. Ờ, đưa đi đây. Nhìn cái shop thời trang. À, mua quà cho cô. Ở lúc này.
đi chơi đâu cũng nhớ cô thôi à. Ổ ra, ra đang trong shop, gift shop ở đây để mua cho cô một cái ly nước với lại cái khăn bếp. Phố New York thế này, giờ muốn đi tàu điện ngầm thì phải làm sao? Ngầm thì nó phải ở dưới đất, đất đây, xuống đất đây. Đi xuống đi đâu đi? Mình đi like màu cam để mình về lại cái khu tưởng niệm của con đó, mình sẽ chuyển thêm một like đỏ nữa. Ba xin cái chỗ nào mà like đỏ với like cam nó gần nhau nhất thì mình sẽ xuống đó mình đi bộ qua. Biểu tượng của nước Mỹ đây cả nhà. Đó, bữa nay mình đi ban đêm, người ta đi ban ngày mình đi ban đêm cho nó lạ. Nói chung chẳng phải lại gì đâu, tại cái tour người ta tour ban ngày mình tới trễ quá không có. Đó, biểu tượng nước Mỹ đó cả nhà. Bây giờ mình đang tới được đây rồi. Bên này là thành phố New York về đêm. Bận quá rồi. Vô đi, không có vô một cửa kia không? Đang trên đường từ New York về Washington đây mọi người. Trời ơi, mặt trời nó đẹp chứ nó đỏ lè, đỏ lét. Thôi chiếu xa và quay cái cảnh quá trời chim kìa đó đi. Chim từng đàn luôn. Quay cái cảnh cho cả nhà coi là ở Mỹ có trạm thu phí không? Có, trạm thu phí y chang Việt Nam luôn, khác gì hết, cũng dừng lại đưa trạm thu phí hả? Trạm thu phí là gì hả con? Ba cũng biết tiếng Anh nó là cái gì nữa. Quá trời chim luôn luôn đi. Quá trời luôn. Wow. Mình sẽ tới mình trả tiền để mình đi. Ê, tại sao không quay? Có quay rồi đó. Chạy nó với trước mặt kìa. Phải quay rồi. Mình mới đi ngang qua bang New Jersey xong rồi, mình hết bang New Jersey mình vào đây là ranh giới, mình vào bang của Delaware. Đó, nhìn thấy không? Mọi người dừng lại mua vé như là trạm thu phí ở Việt Nam thôi, không khác gì hết nữa nha. Và phí là 5 đồng. Thấy rồi, đề bản từ xa kia rồi. Good day. 5 đồng để sẵn đi qua thôi. Trạm thu phí là một cái trạm như vậy đó con. Trạm thu phí là mình phải trả một số tiền để mình đi trên con đường của họ. Oh, ok. Yeah, dạng vậy đó. Boring. Boring. Yeah, mình vào được lãnh thổ của tiểu bang Delaware rồi cả nhà. Đọc sao luôn đi. Delaware. Delaware. Ok, đẹp quá, hồ đẹp quá. Mà dự toán là tới 120 mai nữa mới tới được khách sạn ở Washington. Thủ đô Washington, 120 mai nữa mới tới. Thì thôi mình tới đó là trời tối hù à. Tôi thui tới mò rồi. Và rất là ngủ thôi mà, sáng mai mình mới đi thăm thủ đô. Ok. Trời ơi, cái mặt trời. Oh my god, mặt trời. Sao xe container này đi lấn lên dữ vậy? Oh my god, cái mặt trời nó đỏ như lòng quả trứng gà mà nó tròn xoe, nó to đùng rồi trời. Nhưng mà cái mặt trời đâu, nó như là cái oval hơn. Ý bà nói có đỏ như cái S còn. Nè, đâu đây nhìn cái trời ơi. What? Wow. Bruh. Quay vô điện thoại không hình dung hết rồi. À, quay, không thấy được. Mình không thấy được. Chị thấy... Nhà có một cái điều này thú vị á, mình trải qua cả nhà. Là bây giờ trên màn hình mới có 4 giờ 43 phút thôi. Mà hoàng hôn tắt nắng rồi.
coi trên dự báo thời tiết của tiểu bang New York Washington trên này là 4:30 là hoàng hôn đó cả nhà, 4:30 là mặt trời lặn, họ báo trong dự báo thời tiết á. Nhưng mà dưới chỗ tiểu bang Việt Lê á, mùa này Việt Lê nói cùng một thời điểm cùng một ngày nha, là dưới tiểu bang Việt Lê 5:30 trời mới tối, có nghĩa là trên lệch 1 tiếng đồng hồ mặt trời lặn từ ở dưới Việt Lê chạy lên trên này, chạy qua khoảng chừng 4 tiểu bang là từ phía dưới nam lên phía bắc á, 4 tiểu bang từ dưới Việt Lê chạy lên thì là đã thay đổi cái giờ mặt trời lặn rồi. Trên này hôm qua hôm kia đi lên đây kêu quái mới có 4:30 mà sao cho tới hù rồi nè, bây giờ cả nhà 4:30 là mặt trời lặn rồi. Thì là trên này là lên phía bắc cả nhà, càng lên phía bắc càng xa đường xích đạo á, thì cái đó về đề vấn đề địa lý mà, càng xa đường xích đạo thì mặt trời lặn càng nhanh thôi. Thì trên này 4:30 là tôi thui, 4:30 là hoàng hôn, 5:00 là tôi thui, tôi mò luôn. Lạ ha. Cũng vui, nói chung là một trải nghiệm khá là thú vị. Mình đi từ bắc đi lên, nói từ nam lên phía bắc. Trên này là daytime, là thời gian vui đùa ban ngày ít hơn. Dưới mình thì vui đùa đã luôn, đôi khi tới tháng hè là 8-9 giờ vẫn còn sáng trưng. Wow, Washington, thời tiết đang là hình như 3 hay 1 độ mà Google nó dịch là hoa thịt đốm. Thời tiết bây giờ hả? Hình như 3 độ, nãy mới coi. Ô tòa nhà này đẹp quá đi. Ủa cái này là gì vậy? Thời tiết Washington 2 độ. Hoa thịt đốm này chứ. 2 độ C thì dịch ra tiếng Việt là hoa thịt đốm. Ủa vậy hả? Sáng nay là -1 độ thì tiếng Việt là hoa thịt đốm. Ê cái tòa nhà này đẹp quá hả anh? Wow. Em bé Dory lạnh không? Đi thôi. Chưa. Từ từ con. Ri ơi, quay lại nè. Lạnh không? Yeah, và gia đình mình lại trải nghiệm đi tàu điện ở Washington, thủ đô có khác cả nhà. Trạm tàu điện sang xịn mịn hơn rất nhiều so với New York. New York có lẽ là lâu quá rồi cho nên là nó khá xuống cấp. Còn ở đây đẹp lắm cả nhà, kiến trúc cho tới cái tàu họ cũng đẹp hơn, xịn hơn nữa. Wow. Trời, cái tòa nhà đẹp ghê luôn á. Tòa nhà đúng là khu hành chính. Nãy đi qua Nhà Trắng mà đang sửa sang, chắc chuẩn bị đón đó. Ông Trump về nên đang sửa sang. Tôi rào là tôi không có cho vô. Bình thường là Nhà Trắng là được thăm, đứng ở bên ngoài coi thoải mái á. Mà hôm nay người ta đang sửa sang. Ờ, đẹp ghê. Mình thấy gì đó? Nhà Trắng đó con. Ừ. Nhà kia. Có con gì trong vậy? Con đất. Review Nhà Trắng, White House của Tổng thống Mỹ. Xa lắc, xa, không thấy gì hết. Mà người ta chụp đông quá trời luôn. Đủ ngôn ngữ trên thế giới luôn. Vòng ra cổng sau quay cho rõ. Tự nhiên còi hú, chuyện gì xảy ra? Chú an ninh kia ra, tự nhiên qua đây cái còi hú. Chỗ này Secret Service luôn kìa. Quá ngầu. À chắc có cái gì đó. Xe đặc vụ vô, kiểm tra đưa thẻ ra đúng người, cổng mở ra đúng người mới được vô. Dịch vụ khắp nơi. Con chó cả chín rồi nè. Lạnh. Xe police. Đây có cổng để đi vô. Không cho vô. Đang sửa góc xíu xíu bên này. Bản đồ địa điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ. Rất nhiều người xin vô để chụp hình, không cho thẻ mới được vô. Thấy được xíu xíu góc này. Đó, zoom vô sẽ thấy một xíu, sửa quá trời sửa luôn. Nói chung là xui, vậy thôi hết. Con một đồng. Đó cả nhà, cái trạm tàu điện là cái trạm tàu điện mà dưới chân khách sạn Marriott mày nở luôn đó. Cũng giống như khách sạn ở trên New York, khách sạn Washington này mình cũng kiếm khách sạn. Cái trạm tàu điện nó còn gần hơn khách sạn ở trên New York nữa, là bước xuống khách sạn là rẽ phải có cái cửa thông qua trạm tàu điện luôn. Rất là tiện, không cần phải ra ngoài trời lạnh luôn. Mình quay cái chỗ đó cho cả nhà coi.
Đây dẫn ở nhà cho coi, coi cái chỗ vô khách sạn nè. Đây. Khách sạn mình ở nè. Đó, bây giờ mình có cái đường đi vô này luôn. Đi ra đây. Đây còn cái đường này là từ khách sạn đi ra đó, đi xuống đây là xuống trạm tàu điện ngầm luôn nè. Đó. Không cần phải ra ngoài trời lạnh giá vậy ha, bước bây giờ mình đi lên khách sạn mình lên. Có sao mở luôn rồi, sáng nữa. Sáng rồi. Đây, trời từ điện lên đây, khách sạn đây, bước vô thẳng khách sạn luôn nè. Ở dưới chân khách sạn luôn. Ba có chỗ thôi nè. Đúng rồi. Đây là khách sạn mình ở. Thì có 115 đô một đêm thôi. Nhưng mà tiền gửi xe 50 đô. Thôi tiền gửi xe 50 đô. Cái nào sáng nói tiền biết rồi. À, quên chưa nói, lúc tao mới sáng mới nói trong clip TikTok thôi. Chưa nói trong clip YouTube. Ở khách sạn mình lựa là ở ngoài, giống y chang khách sạn ở bên New York á. Là mình ở ngoài trung tâm thành phố, không phải nằm trong trung tâm thành phố. Thì mình sẽ không bị kẹt xe, cái này phù hợp với cô chú anh chị mà đi du lịch ở thành phố lớn mà đi bằng xe hơi thôi. Mình đi tới thành phố lớn như là bằng xe hơi thôi, chứ nếu mà mình đi bằng xe mình đi bằng máy bay á, thì đâu quan trọng, ở trong trung tâm được là tốt thôi, để mình đi mấy địa điểm du lịch á. Chứ còn nếu mà mình đi tới đây mình đi xe hơi thì nên ở khách sạn ở ngoài thì sẽ có một số cái lợi. Cái thứ nhất đó là sẽ tiết kiệm được cái tiền book khách sạn, tiền đặt khách sạn, giá phòng ở ngoài rìa trung tâm sẽ rẻ hơn giá phòng ở trong trung tâm. Rẻ hơn từ 50% cho tới rẻ hơn gấp đôi. Cái thứ hai nữa là sẽ không bị kẹt xe đi từ trong ở ngoài miền quê, bắt đầu mình vô, càng vô gần tới thành phố thì càng kẹt xe. Thì mình đi kiểu đó nó rất là mệt, nó kẹt xe nó mệt, nó tốn thời gian, nó dài ra. Cái điều thứ ba nữa là mình không, mỗi thành phố có đường xá luật lệ của họ sẽ có khác đôi chút, và đường nó nhỏ hơn, dễ bị ăn biên bản tích cực lắm. Trái lại mình không có rành á, lái xe nó khó, cho nên là mình sẽ ba cái đó thôi là mình sẽ thấy là mình sẽ không muốn lái xe vào trung tâm để mình ở một khách sạn ở trung tâm. Lý do thứ tư nữa là gửi xe ở khách sạn trung tâm rất là đắt tiền, và mình chạy xe vô, mình đi đâu chơi, mình lấy xe đi là mình kiếm chỗ parking rất là khó khăn. Cho nên là mình vẫn ưu tiên cái này là mình học hỏi từ những người anh, người bạn của mình đi trước, mà mình cũng đi nhiều thành phố ở các nước khác cũng vậy đó. Mình không có chạy vô trong khách sạn đâu, mình không vào trung tâm. Lỡ mà lái xe bắt buộc mình phải ngủ dọc đường ở thành phố lớn ở đó thì cũng là ngủ ở ngoài rìa thôi. Sáng hôm sau đi mình lên cao tốc một cái là mình chạy, mình thoát, mình bọc bên ngoài thành phố lớn mình đi. Thì đây là cái cách mà mình ở, mình bí quyết là mình vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh bị ăn vé phạt ở trung tâm nữa. Chia sẻ cho chú anh chị. Yeah, cảm ơn anh đã khen em. Ngày hôm nay mình đi về đây đang chắc là đi lên xe. Tạm biệt New York, tạm biệt Washington, hẹn trong chuyến đi sắp tới. Kỳ nghỉ đông của Rory sắp tới được nghỉ mười mấy ngày nữa. Khám phá nước Mỹ và làm nhiều clip chia sẻ, review vui vui lên cho mọi người cùng coi. Chơi TikTok, Facebook mà chỉ là một điều thú vui, là một cái gì đó giải trí thôi. Đừng có nghiêm túc quá. Cảm ơn anh đã khen nha. Thằng làm gà này đi về đây, bye bye. Yeah. Những chuyến đi chơi. Nha, yeah, đi về. Let's go, 492 mai nữa về tới nhà, từ thủ đô Washington về tới nhà mình 492 mai. Lên đường 7 tiếng đồng hồ, lấy xe. Vừa đi vừa ngắm cảnh luôn. 6 giờ về tới nhà là vừa. 6 giờ chiều về tới nhà. Nghỉ ngơi sáng mai còn đi học. Một phát qua về và chạy về luôn con. Kịp ngày mai con đi học nữa. Vậy đó chứ sao. Ngắm Washington.